Bạn thân mến, hôm nay Tiếng Vọng gửi đến các bạn phần 2 cuốn hồi ký Gánh Gánh Gồng Gồng của đạo diễn Xuân Phượng. Trong phần này và rất nhiều phần khác đều có tiếng Pháp, mà tiếng Pháp thì tôi dốt, tiếng Anh cũng dốt. Nếu mà đọc có gì đó chưa đúng, các bạn lượng thứ. Phần này có tên Những Trường Học Đầu Tiên. Tôi mới lên 6 tuổi, ba tôi đã bắt vào lớp đồng ấu của trường tiểu học Đà Lạt. Tính tình ông nghiêm khắc, cả tỉnh đều biết. Sân trường đang ồn ào hơn phiên chợ với mấy trăm học sinh. Chỉ cần ba tôi cất tiếng các trò là sân trường im phăng phắc ngay, lớp nào xếp hàng vào lớp nấy. Uy tín ông lớn đến nỗi các bạn bè và bà con từ Cầu Đất, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết đều đưa con gửi nhà chúng tôi để đi học. Tất cả 18 người. Nhà tôi lúc nào cũng có một ông thầy giáo tại gia chuyên theo dõi việc học hành và hạnh kiểm của chúng tôi. Có việc gì sai trái, thầy Tần ghi vào một quyển sổ mà thầy hay cười cười hua lên dọa chúng tôi. Sổ nan tào đây, các trò coi chừng. Mỗi sáng chủ nhật đầu tháng, quyển nan tào được dở ra trong phòng học. Chúng tôi xếp hàng khoanh tay lại, đầu cúi xuống. Trò nào lười học, bỏ đi chơi trong giờ tự học, cãi nhau to tiếng trên bàn ăn, đều được thầy ghi chép không sót một chi tiết. Tôi còn nhớ cảnh ba tôi ngồi giữa nhà, mắt nhìn thẳng, anh đương hầu bên cạnh, tay cầm chiếc roi mây to tướng màu ngà. Ba tôi sướng tên một tội đồ, chỉ cần nói nằm xuống là anh nào anh ấy mặt xanh rờn, lẩy bẩy leo lên chiếc phản nằm úp mặt. Ba tôi hỏi, tội của trò đáng đánh mấy roi? Dạ hai roi. Ba tôi đưa mắt nhìn anh đương, anh thẳng tay vút hai cái, kẻ tội đồ nhảy dựng lên run rẩy xoa mít nhưng không được khóc. Lồm ngồm bò dậy quay lại vái ba tôi, thưa thầy, từ nay con không dám nữa. Sổ năm tàng tiếp tục được dở ra, một tên khác lập cập leo lên chịu trận. Tôi cũng đã phải leo lên leo xuống tấm phản ấy vài lần. Những buổi trừng phạt khiếp đảm ấy, má tôi đứng nhìn sau cửa sổ, chỉ lắc đầu thở dài. Nhờ vậy, tuy nhà có đến trên 20 trẻ nghịch hơn quỷ sứ, mà giờ ăn giờ nghỉ, giờ đánh ping pong, đánh bia, giờ tự học, đâu vào đấy hết. Thầy Tần rất mê đánh ping pong, nhưng đánh rất kém. Vô địch bóng bàn hồi ấy là Mão, con một ông xếp ga ở Nha Trang, cũng trọ học tại nhà tôi. Hôm nào Mão cao hứng vụt cho thầy Tần đỡ bóng, tối tăm mặt mũi thua ngay vào hiệp 2, là vào sổ nan tào ngay ghi, Mão nói chuyện trong giờ tự học. Tôi thì cho thầy Tần thua vào hiệp 3, trong tiếng cổ vũ khoái trá của đội quân nhà ông Đốc. Lập tức Phượng đi lang thang ngoài đường, bị ghi vào sổ nan tào. Chúng tôi cáu lắm. Sau Xuân Ba, em tôi tìm ra được một kế, đành chịu nhục để cho thầy thắng ping pong. Chả sẽ không hành hạ tụi mình nữa sao? Y như rằng sổ nan tào trở nên thưa thớt danh sách những kẻ tội đồ. Trường tiểu học Đà Lạt năm 1930-1940 nổi tiếng về học sinh học giỏi, có giáo dục. Không biết ông Đốc Cán có góp gì trong việc duy trì kỷ luật thép trong trường hợp này không? Tôi còn một anh học bạn cùng lớp học giỏi hơn tôi, anh Phạm Khắc Lãm. Sau này anh là tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho đến lúc về hưu. Không hiểu anh còn nhớ hình ảnh ông Đốc Cán không? Tôi tốt nghiệp trường tiểu học Đà Lạt, được má đưa lên đến hiệu cô Suzanne cho uốn tóc, niềm mơ ước của tất cả các cô bé Đà Lạt thời ấy. Một buổi sáng, má tôi diện cho tôi bộ váy áo đẹp nhất được may đo tại hiệu Les Cisulus, những cây kéo vàng. Và má tôi chở một mình tôi lên xe hơi hướng đến thác Cam Ly.
Tôi phơi phới ngồi trong chiếc xe hơi nhà duy nhất của Đà Lạt thời ấy. Quần áo mới lại được đi chơi một mình với ba. Nào ngờ, ông không vào thác Cam Ly mà đưa tôi đến một ngôi trường rộng mênh mông nằm giữa một khu rừng thông biệt lập. Từ sân trường, một bà nữ tu áo dài đen trùm đến chân, một chiếc khăn hai màu đen trắng trùm từ trán phủ đến nửa lưng, tươi cười đón cha con tôi. Chúng tôi cùng đi xuống lưng chừng nồi vào một lớp học nằm giữa những hàng thông cổ thụ. Một bà nữ tu khác ngồi trong lớp. Ba tôi chào hai bà nữ tu quay lại dặn tôi gắng học cho giỏi, rồi gấp gáp đi thẳng đến chỗ đậu xe. Bà giáo dắt tôi vào ngồi hàng ghế đầu. Tôi nhìn quanh, toàn những nữ sinh Pháp chạc tuổi tôi. Bà đọc một bài chính tả. Trình độ tiếng Pháp của tôi lúc bấy giờ chỉ loanh quanh vài chữ ngô nghê. Bà này đọc quá nhanh, cứ ríu rít như chim, thật không hiểu bà ấy đọc cái gì. Nhưng tôi vẫn cúi xuống nghe gì viết đấy, mồ hôi thay rịn cả trang giấy. Chiều hôm ấy ba tôi đến đón. Tôi khóc thảm thiết trong xe. Lại ba, ba đừng cho con đi học trường Pháp. Ba tôi im lặng lái xe đến cửa hàng xe đạp của bác Cam ở đầu chợ Đà Lạt. Con học giỏi, ba má cho con một chiếc xe đạp. Con ngồi lên cái nào là ba mua cho cái ấy. Tôi tưởng mình nằm mơ, trao ôi, một chiếc xe đạp của riêng mình. Tôi nhảy tót lên một chiếc màu vàng chói nhãn hiệu xanh ê chiên. Chiếc xe đạp được trở về nhà, các em tôi ùa ra, thầy Tần cũng chạy đến. Hắn có biết đi xe đạp đâu mà mua. Má tôi đáp ngay, tôi nhờ thầy tập cho hắn. Sáng hôm sau, ba tôi lại đưa tôi đến trường. Được xe đạp sướng mê nên tôi quên việc phải khóc để xin ba không đi học. Đến lớp, bà giáo trả vở chính tả. Đến tên tôi, bà mở vở và giơ cao lên trước cả lớp. Đời tôi chưa bao giờ được cười nhiều như thế này. Em viết một thứ tiếng không ai có thể hiểu nổi. Tôi mở vở, một con zero to tướng màu đỏ với những dấu hỏi, những dấu chấm than chằng chịt đè lên chữ viết của tôi. Cả lớp cười ồ lên, tôi đứng chân người không khóc nổi. Buổi học đầu tiên trong ngôi trường dạy bằng tiếng Pháp đã xảy ra như thế. Thầy Tần tích cực tập xe đạp cho tôi. Mất mấy buổi đầu, chạy đầu gối, toác móng chân, tôi thành thạo đạp xe ngày 3 cây số đến trường. Sau này, bà giáo nữ tu kể lại lý lịch ngôi trường. Bà Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái một điền chủ giàu có ở Đà Lạt, đã học tại trường Coven des Oiseaux, nữ tu viện của những loài chim ở Paris. Khi về nước, trở thành Tam Phương Hoàng hậu. Vì yêu thích cách giáo dục của trường này, bà tình nguyện hiến 12 hectare đất đồi thông cổ thụ ở ngay gần thác Cam Ly để mở một ngôi trường tương tự. Các giáo viên đều là các nữ tu bề trên, trình độ học vấn từ tú tài đến tiến sĩ ở Paris. Trường chỉ dành cho nữ sinh, đại đa số các con em, các quan chức, các chủ đồn điền Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Hoàng tử Bảo Long và ba công chúa đều theo học trường này. Trong 300 học sinh, có khoảng 20 nữ sinh là con em các gia đình có thế lực ở Việt Nam, Campuchia và Lào. Tôi cũng chỉ lao đao vất vả năm học đầu tiên. Sang năm thứ hai, khi ba tôi cho vào nội trú, tôi đã không gặp bất cứ khó khăn nào khi trao đổi, cãi lộn, dành ăn hay lên lớp trả bài. Vào một sáng thứ hai đầu tuần cũng như thường lệ, tôi và cô bạn thân Juliet R đứng cạnh nhau trong lễ chào hai cờ Pháp và An Nam. Lá cờ An Nam vừa kéo lên, bỗng Juliet chạy vụt ra, hai chân dẫm đạp lên bóng lá cờ và hét: "Sale An Nam, sale An Nam." Nghĩa là đồ An Nam bẩn thỉu, đồ An Nam bẩn thỉu. Tôi như bị choáng, nhói ngực, thở gấp, sao dám đạp lên vào lá cờ nước tôi? Sao các bà giáo không can thiệp gì cả? Ngay hôm ấy, tôi xin đổi bạn khác cố tình tránh mặt Juliet. Cô ta mấy lần tìm gặp, ngạc nhiên về sự tuyệt giao của tôi.
Tôi ghét mấy thằng bồi chứ có làm gì để bạn phật ý đâu. Bạn đâu phải là loại người ăn năn đó. Tôi không biết cái là chỉ tức nghẹn họng chảy nước mắt. Chủ nhật tôi về nhà mép với ba, không ngờ ông lại mắng tôi. Đừng nhiều chuyện, nó có nói gì đến con đâu mà con giận. Thêm vào đấy, lời cậu Hiền nói với tôi dạo ở La Ba, gia đình con sống không biết nghĩ đến người khác, làm tôi lờ mờ nhận thấy rằng cuộc sống của mình, của gia đình mình không êm đềm, nhẹ nhàng và vô tư như mình tưởng. Năm 1942, do bất đồng với viên công sứ Pháp ở Đà Lạt, ba tôi bị chuyển từ Đà Lạt về quê hương Phan Rí, một nơi khô cằn, quanh năm khí hậu nóng bức, dù được thăng chức lên làm huấn đạo miền Trung. Ba tôi không bao giờ khuây khỏa được về việc tuyên truyền này, cả gia đình cùng về Phan Rí, riêng tôi phải ở lại Đà Lạt học tiếp. Ba tôi gửi tôi vào nhà cô giáo Lệ, một cô giáo trường tiểu học Đà Lạt. Ngày ngày tôi đạp xe đến trường, xa cha mẹ, xa các em. Vâng thưa các bạn, phần 2 của hồi ký Gánh Gánh Gồng Gồng khép lại là những ngôi trường đầu tiên của bà Xuân Phượng. Không hiểu các bạn thế nào, tôi thấy rằng câu chuyện kể lại nó có nhiều những cái thông điệp gửi đến cho chúng ta. Mặc dù đã gần 100 năm trôi qua, tình người đối với nhau và nền giáo dục như thế nào, các bạn có vui vẻ đón nhận và cùng suy nghĩ như tôi không?